Vào lúc 9 giờ ngày 10 tháng 9 2023, chủ một quán nhậu tại khóm Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, trình báo vào một ngày trước bị nhóm thanh niên 8 người đến quán đe dọa đòi lấy tiền bảo kê mỗi tháng là 1 triệu đồng. Do lo sợ bị đập phá, đã đưa cho các đối tượng số tiền là 500.000 đồng. Đến khoảng 10 giờ ngày 10 tháng 9 2023, thì có điện thoại gọi cho chủ quán tiếp tục đe dọa đập phá quán đòi lấy tiền bảo kê mỗi tháng 1 triệu đồng. Đến khoảng 11 giờ thì đối tượng Sơn Phương sinh năm 1994, ngụ khóm Vĩnh Bình và đối tượng Lý Bu sinh năm 1995, ngụ khóm Cà Lăng A Biển cùng ở phường 2 đến quán để lấy tiền bảo kê. Trong khi đang nhận tiền thì các đối tượng bị công an thị xã Vĩnh Châu bắt quả tang. Qua khai thác nhanh, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ thêm Thạch Thanh Nhật sinh năm 1994, ngụ ấp Hòa Thành, xã Lạc Hòa cùng các đối tượng ở phường 2 gồm Huỳnh Hoàng Thái sinh năm 1990 và Huỳnh Phước Hải sinh năm 1996 cùng ngụ khóm Vĩnh An, Thạch Đeo sinh 1992 ngụ khóm Cà Lăng A Biển và Thạch Quy sinh năm 2000 cùng ngụ khóm Cà Lăng A Biển, Sơn Điệp sinh năm 1982 ngụ khóm Cà Săng và Thạch Văn Dương sinh năm 1991 ngụ khóm Xoài Côn. Theo đó, các đối tượng đã bàn bạc thống nhất đến quán nhậu uy hiếp tinh thần chủ quán để chiếm đoạt tài sản. Hiện công an thị xã Vĩnh Châu đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiến hành điều tra làm rõ vụ án.